Chị à, có lẽ buổi ghi hình cũng không kéo dài lâu đâu. Chúng ta chỉ phụ trách một phân đoạn mà thôi. Ồ, cũng có nhiều người cùng ghi hình. Ngoài chị ra thì còn có ai nữa vậy? Không rõ nữa. Đây là quảng cáo công ích nên chắc sẽ có nhiều người tham gia. Ừ. Chào mọi người, còn một chút nữa mới đến giờ ghi hình. Chị có thể ra làm quen với mấy chú chó con chút không? Vì nếu quen thân một chút thì sẽ dễ ghi hình hơn. Đương nhiên rồi, tôi ra ngay đây. Đi thôi. Ừ. Em tới rồi sao? Biên tập viên Ly, sao lại ở đây vậy hả? À, anh đến ghi hình cùng một chương trình với Hai Chi đó. Nói vậy là anh cũng quay quảng cáo hay sao chứ? Ừ. Thông điệp ý nghĩa mà. Thật ra anh rất thích chó. Đẹp có đúng gì không? Một lát nữa bọn chúng sẽ cùng với chúng ta ghi hình nên anh đang làm quen trước đó. Nó là Bori, còn đây là Choco, còn tên trắng muốt này là Coco. Không hiểu tại sao chủ của chúng lại bỏ rơi được chứ. Mỗi năm có hơn 100.000 động vật bị bỏ rơi, bị nguy hiểm, bị đói rét, đi lang thang trên đường, bị cho là chết nhân đạo. Hãy đưa tay cứu giúp những sinh mệnh bé nhỏ này. Cách tốt nhất để tạo nên một gia đình chính là nhận nuôi chúng. Cắt. Được rồi, cô làm tốt lắm, dứt giả rồi. Mọi người chúng ta tiếp tục nha. Dạ. Dạ. Được rồi. Được rồi, chuẩn bị đi. À, cô quay đẹp lắm. Thật là xin lỗi vì đưa ra đề nghị bất ngờ như vậy, nhưng mà phần ghi hình của biên tập viên Ly có thể đổi thành cảnh quay đôi cùng với cô Do Ha Chin có được hay không? Dạ, tôi thì không sao. Anh, chúng tôi thấy cũng được. Vậy thì tốt rồi. Tôi đang lo lắng gì phải ghi hình một mình đó. Được rồi, quyết định vậy đi. Cũng không có khó khăn gì. Tôi sẽ nói ngắn gọn thôi, rồi chúng ta sẽ ghi hình. Được rồi, tốt. Nào mọi người. Anh căng thẳng quá. Lời thoại là gì hả? Hãy ôm lấy em, hãy yêu lấy em. Hãy giúp những sinh mệnh bé nhỏ này thành một phần gia đình bạn. À, hãy ôm lấy em, hãy yêu lấy em. Nếu biết có lời thoại này, chắc anh đã suy nghĩ kỹ hơn trước khi nhận lời. Trước kia vì diễn xuất tệ nên anh đã từng bị ai đó mắng. Giờ nghĩ đến cảnh phải diễn thoại mà run đó. Dạ. Chào cưng nha. Hai người thực sự rất là đẹp đôi đó. Thật giống như một gia đình luôn. Như vậy tốt lắm. Nào bắt đầu quay thôi. Chuẩn bị. Quay. Hãy ôm lấy em, hãy yêu lấy em, hãy giúp các sinh mệnh bé nhỏ này thành một phần gia đình bạn. Được rồi, cắt. Em có làm được không vậy? Không tin em hả? Em chỉ cần làm như những gì mà anh nói là được chứ gì. Ừ, đúng là như vậy, nhưng chuyện này có hơi khó đó. Em cạo nha. Hai Chi nào, khoan đã. Sao vậy? Ừ? Xem ra em cũng giỏi đó chứ. Trưởng phòng đau đầu sao? Có muốn uống một ly Americano không? Được thôi.
Ôi trời, sao lại bắt người ta làm việc đến bữa ăn trưa cũng không có vậy chứ? Bây giờ mọi thứ đang đi tới hồi kết rồi. Anh giỏi quá, đúng lúc em đang khát nước. Cảm ơn anh. Anh biết chắc là em sẽ thích mà. Ấy, thiệt là. Tuyệt quá à. Nhưng mà đây là cái gì vậy? Cái này hả? Là sách đó. Nhưng mà quyển sách này rất hay và thú vị. Anh mà cũng đọc sách hả? Em nói gì vậy? Anh từng có thời là thiếu niên văn học mà. Em biết anh đã 30 năm rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên em mới nghe chuyện này đó. Nội dung gì vậy? Em à, em có biết chứng trí nhớ quá độ không vậy? Sao? Suốt đời một năm 365 ngày nhớ tất cả mọi thứ, không sót một thứ gì hết. Nghe nói ở nước ta có một người bị như vậy đó. Vậy sao? Sách này là nói về người đó. Nếu mà gặp trực tiếp chắc chắn sẽ là thần kỳ lắm. Có cái gì thần kỳ kia chứ? Chắc là một người có trí nhớ quá tốt mà thôi. Nghề nghiệp của người này cũng là biên tập viên giống như Lee Chun-hun lắm. Tên đó cũng nhớ tốt lắm mà. Theo như anh nói thì anh thấy Lee Chun-hun giống người mắc bệnh này hả? Thì anh công nhận là cậu ta làm việc tốt. So với việc nói là cậu ta mắc chứng bệnh này, chỉ là cậu ta không biết điều thôi. Rốt cuộc là ai vậy? Liệu có trong đài của chúng ta không? Ui, anh tò mò quá. Thật sự rất tò mò. Tò mò phát điên. Có cái gì mà tò mò kia chứ? Đừng có tò mò mấy thứ dớ dẫn này mà quay lại làm việc đi. Thời gian uống cà phê đã kết thúc, chấm dứt rồi. Anh đứng dậy đi. Anh mau đứng dậy đi. Đứng dậy. Mau đi ra ngoài. Dạ, trưởng phòng nói thì phải nghe lời thôi. Khoan đã. Anh để cái này lại đi, em sẽ đọc thử một chút. Thấy chưa, em cũng tò mò mà đúng không? Anh vẫn chưa đọc hết đâu, nên em đọc nhanh rồi đưa lại đó. Cảm ơn nhiều. Làm việc đi nha. Được rồi. Chàng trai tới hẹn hò cũng không thể. Anh thực sự không sao chứ? Anh không sao đâu. Bệnh viện cũng đã nói là sẽ không có vấn đề gì rồi mà. Anh đừng cố quá sức nha. Nếu có việc gì phải mang đồ nặng hay vất vả thì cứ nhờ người khác giúp đỡ nha. Không có chuyện đó đâu mà. Ai mà biết trước được có chuyện gì chứ. Anh biết rồi. Thích thật đó. Thích gì hả? Thì Hachin lo lắng cho anh chứ gì nữa. Sau này em sẽ lo lắng khiến anh phát chán luôn đó. Anh sẽ đợi. Anh gần tới chỗ làm rồi. Lát nữa anh gọi lại cho em sao? Dạ. Anh nhớ cẩn thận. Thật sự phải cẩn thận đó. Anh biết rồi. Là biên tập viên Ly. Anh ấy tới. Biên tập viên Ly à? Anh đã xem qua cuốn sách Chàng trai tới hẹn hò cũng không thể chứ? Nhân vật xuất hiện trong sách chính là anh sao, biên tập viên Ly? Phải đó, có phải anh biết mình mắc trí nhớ quá độ hay không? Đúng rồi đó, anh nói gì đi, có phải là anh hay không? Phải là anh hay không? Anh có thể bắt tôi xin phép, tôi xin phép đi qua. Đánh được, đánh được. Không biết có trách gì mình bắt về câu được. Biên tập viên Ly, phải là anh hay không? Đánh được, đánh được đi. Cái gì đó, biên tập viên Ly à? Đánh được đi. Biên tập viên Ly, anh sắp biểu diễn đi mà. Nói đi đã, biên tập viên Ly. Mọi người, Lê Trung Huân. Tôi đang nắm giữ một tin tức rất đặc biệt. Anh không tò mò là gì sao?